Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng bào bản Kỳ Rỉ, xã A Sinh gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Hiện nay những sản phẩm do họ làm ra đã đến với khách hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lòng tốt của chiến sĩ trẻ nhặt được tiền rơi trả lại người mất. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải tập trung vào khâu kiểm tra, giám sát các sở ban ngành có liên quan đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, là yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sáng nay. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng với các ban đảng khác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực cố gắng, rõ nhất là trong công tác tham mưu các văn bản để cụ thể hóa các nội dung kiểm tra, giúp nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt là bám sát được trọng tâm chính về chuyển công tác chỉ đạo theo hướng đề cao trách nhiệm lãnh đạo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các cuộc kiểm tra giám sát trong năm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cả về số lượng và chất lượng, giám sát khá toàn diện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng chưa nhiều, chưa mạnh dạn nên thiếu tính răn đe, giáo dục. Việc theo dõi đôn đốc thực hiện chức năng phúc tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa được chú trọng nên thiếu các chế tài, giải pháp để khắc phục. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2018, ngành kiểm tra kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Đây là cơ hội để ngành thực hiện các phong trào thi đua, phát huy truyền thống để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng tình với 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành kiểm tra Đảng phải tập trung vào khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề năm doanh nghiệp của các sở ban ngành có liên quan đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Để doanh nghiệp Quảng Trị tuy nhỏ nhưng mà khỏe mạnh, làm tốt cái chức trách nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nộp thuế nhiệm vụ ngân sách. Yêu cầu đó thì đề nghị hai hướng tiếp cận. Hướng tiếp cận thứ nhất là phải giám sát các cơ quan thực hiện chủ đề theo hướng có trọng tâm trọng điểm, vừa mở rộng nhưng phải có trọng tâm trọng điểm. Đối với ngành thuế, đối với ngành kế hoạch đầu tư, đối với ngành tài nguyên môi trường, đấy là những cái ngành mà có thể nói là trực tiếp đối với doanh nghiệp nhiều nhất. Thì hướng tiếp cận thứ hai là cùng với thanh tra tổng rà soát lại các cuộc thanh tra doanh nghiệp trong năm 2018 để thực hiện đúng cái sự chỉ đạo, đó là một doanh nghiệp không bị kiểm tra nhiều lần và kiểm tra khi có các cái vi phạm về mặt pháp luật để doanh nghiệp yên tâm làm ăn, làm đúng quy định của pháp luật, làm những gì mà pháp luật không cấm, chứ không phải là cái tin rằng là một doanh nghiệp một năm phải đón mấy chục đoàn kiểm tra thân ra ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất, cho nên phải tổng rà soát cùng với ngành thanh tra tổng rà soát theo hướng đó để kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Ủy ban Nhân dân xây dựng các kế hoạch. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải thực hiện đầy đủ chức năng của mình trong công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Nếu làm tốt việc này sẽ khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh mà Trung ương đã chỉ ra. Chúng ta phải thực hiện đầy đủ cái chức năng của mình trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đây là cái yêu cầu có tính chất bắt buộc của ngành kiểm tra. Và làm được cái này thì chắc chắn nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là trên nóng mà dưới lạnh. Thì các đồng chí thấy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì làm rất tích cực. Và nếu như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mà làm tích cực, thì đương nhiên Ủy ban Kiểm tra cấp huyện sẽ làm tích cực, nó sẽ chứ chuyên đồng cả một hệ thống. Và không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, chúng ta phải làm. Và cũng theo tinh thần đó, phải tiếp cận ở cái này. Phải kiểm tra xuống tròn địa, để kiểm tra xuống dưới một cấp nữa. Nhiều lâu nay là các đồng chí kiểm tra huyện ủy, rồi tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, nếu có dấu hiệu vi phạm. Rồi kiểm tra cấp ủy viên cung cấp là Tỉnh ủy viên.
đấy, là có dấu hiệu vi phạm. Nhưng mà qua kiểm tra để chúng ta khẳng định, chúng ta uốn nắn, chúng ta nhắc nhở. Thì bây giờ là năm nay đề nghị phải bỏ xuống một cấp, làm thí điểm để rút kinh nghiệm và khắc phục cái tình trạng này. Qua đó để báo cáo lại với thường vụ để chỉ đạo huyện ủy, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp huyện là tròn xuống cấp xã, tròn xuống đảng bộ trực thuộc của khối. Và cách tiếp cận như thế cũng là cho hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là công tác tổ chức cán bộ là phối hợp với ủy ban kiểm tra. Lĩnh vực thứ hai là những cái dấu hiệu vi phạm trong cái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đặt ra chỉ tiêu. Và này, tôi đặt hàng cho các đồng chí. Đối với cấp sở, gọi là các đảng bộ trực thuộc các đảng ủy khối, chọn lấy hai sở. Đối với cấp xã, thì các đồng chí chọn lấy hai xã của hai huyện mà có vấn đề. Và đương nhiên khi ta chọn cấp xã rồi, ta không làm cấp huyện nữa, mà ta sẽ chỉ làm cấp xã. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành kiểm tra tập trung sơ kết, đánh giá các chương trình phối hợp, nhất là đối với ngành công an và ngành kiểm sát, để thực hiện tốt quy chế phối hợp thông tin, đặc biệt là trong việc tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng, nhằm ngăn chặn từ xa để giáo dục, uốn nắn. Tập trung rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc điều động, bố trí, chuyển đổi vị trí công việc nhằm phát huy được năng lực, trách nhiệm của cán bộ ngành kiểm tra. Chiều nay, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, nét nổi bật trong năm 2017 vừa qua đó là cùng với sự tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Các cấp hội đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm ăn, quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng, trao hơn 2.146 xuất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, huy động hơn 1.000 ngày công tu sửa, làm vệ sinh ở các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 200 thương binh và người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều việc làm thiết thực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội đó là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, tìm các biện pháp tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Mặt khác, cần chú trọng phát triển hội viên và thành lập hội cựu chiến binh ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, cũng như thực hiện tốt công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội. Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2011-2016, các dự án ODA sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng. So với kế hoạch, vốn trung ương giao là hơn 1.600 tỷ đồng, đạt hơn 200% tỷ lệ giải ngân. Các dự án ODA được thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích, tuân thủ chặt chẽ các quy chế và nguyên tắc về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam và yêu cầu của các nhà tài trợ nước ngoài. Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước về quản lý và sử dụng ODA. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh,
Nhờ nguồn vốn ODA, các dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị phía Trung ương quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị để có thể phát triển đồng đều với các tỉnh thành khác trong cả nước. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong điều kiện ngân sách còn hạn chế. Tỉnh cũng đã phát triển quan hệ với các nước để huy động được nguồn vốn cho các dự án. Đặc biệt, các dự án ODA đã được triển khai cơ bản có hiệu quả và đúng pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục đánh giá lại về quá trình thực hiện, đồng thời đề nghị tỉnh có báo cáo kiến nghị, đề xuất đầy đủ trình cấp trên về những khó khăn vướng mắc còn tồn tại. Trước đó vào sáng nay, đoàn đã đến khảo sát tại dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Triệu Phong do quỹ OPEC về phát triển quốc tế tài trợ, và dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Chị Nguyễn Thị Như Quyên, sinh năm 1994, cùng nhóm bạn trẻ 4 người sinh ra và lớn lên ở xã Do An, tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng và hiện đang làm việc ở các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đã tận dụng những kiến thức về công nghệ thông tin mà mình học được để xây dựng một trang web về rau liệt. Đồng thời, thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, nhóm bạn trẻ này đã quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từ đó kết nối thị trường tiêu thụ cho loài rau đặc biệt này. Sau 5 tháng chuẩn bị và thực hiện, website rauliệt.com đã chính thức ra mắt. Bằng nhiều bài viết cùng với hình ảnh phong phú, chất lượng, trang web cung cấp nhiều kiến thức về loài rau đặc sản từ giải thích nguồn gốc tên gọi đến quy trình sản xuất, công dụng, cách chế biến. Bên cạnh đó, những câu chuyện về người nông dân trồng rau liệt, mảnh đất Do An giàu truyền thống cách mạng và văn hóa đăng tải trên trang web và fanpage cũng được nhiều người quan tâm. Xã Do An, huyện Cho Linh có 12 hectare trồng rau liệt, tức rau xà lách son, với sản lượng ước đạt 112 tấn một năm. Trong đó tập trung nhiều ở thôn Hảo Sơn với diện tích 7 hectare, còn lại phân bổ tại các thôn An Hướng, An Nha, Gia Bình. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, rau liệt là loài cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực của nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt, từ nhiều năm về trước, người dân bản Kỳ Rỉ đã gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Một tín hiệu đáng mừng hiện nay là những sản phẩm do bà con làm ra đã đến với khách hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những ngày này, bà con bản Kỳ Rỉ, xã Sinh, huyện Hướng Hóa dường như tất bật hơn bởi những đơn đặt hàng đến từ Thụy Điển và Nhật Bản. Khác với đơn hàng lần trước, lần này những mặt hàng như lồng đèn, giỏ sách được đặt làm nhiều hơn. Được biết, chiếc lồng đèn được lấy cảm hứng từ cây hương vòng xuất hiện nhiều trong những ngôi chùa ở Việt Nam. Chiếc giỏ sách được sáng tạo từ chiếc giỏ mà những người nội trợ nước ta thường dùng để đi chợ. Khách hàng ưa chuộng hai mặt hàng này bởi thiết kế độc đáo, được đan lát công phu, tỉ mỉ, lại rất tiện dụng. Đây là đang làm lồng đèn bằng mây. Đấy, mà lồng đèn bằng mây này, mây là mây của Việt Nam mình. Một cái lồng đèn này, chính công làm ấy, chỉ có mất một ngày là hai cái. Người dân địa phương cho biết, chính nhà thiết kế đến từ Thụy Điển, Josephine, đã góp phần đưa những sản phẩm của bà con đi ra thị trường quốc tế. Trong một chuyến du lịch, thấy những vật dụng như a chói, a điên của đồng bào người Vân Kiều Paco rất đẹp mắt. Thông qua Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, Josephine đã đặt người dân ở bản Kỳ Rỉ làm theo những ý tưởng mới mẻ của mình. Từ đó, người dân bản Kỳ Rỉ bắt đầu làm quen với việc làm ra những sản phẩm kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, truyền thống với hiện đại. Để xuất khẩu sản phẩm của bà con ở đây ra nước ngoài thì bên nhóm phải đảm bảo chất lượng phải rất là tốt. Thì trong khi đó là ví dụ như một cái đèn là bắt buộc là mình phải theo những cái quy trình là luộc, phơi và sau đó là khi đã khô là mình bắt đầu mới làm được. Nhưng mà khi làm một cái đèn đấy là mình phải cần thêm một cái thời gian tầm khoảng 5 đến 7 ngày, có nghĩa là một tuần thì mình mới tháo ra được. Và sau khi đã tháo ra xong thì mình cũng phải kiểm tra lại cái đèn nó đã
đúng với cái tỷ lệ người ta đã yêu cầu chưa. Vậy thì nói chung là rất là khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của Josephine mà người dân bản Kỳ Rỉ gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, đồng thời giúp cho cuộc sống của bà con dân bản Kỳ Rỉ có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, nhặt được tiền rơi và sau đó trả lại cho người bị mất là hành động đẹp của chiến sĩ Huỳnh Minh Sáng, công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Hành động của chiến sĩ đã thêm vào lòng mọi người niềm tin, sự hy vọng về lòng tốt trong cuộc sống của lớp trẻ hiện nay. Đầu tháng 2 năm 2018, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Huỳnh Minh Sáng, chiến sĩ nghĩa vụ tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện được một cọc tiền lớn trị giá 50 triệu đồng tại đơn vị. Sau đó, chiến sĩ Sáng lập tức báo cáo với chỉ huy để trả lại cho người mất. Số tiền này đã được trả lại cho một cán bộ phụ trách tài vụ, công tác tại cùng đơn vị. Mình là một người lính mang quân hàm xanh. Tôi nghĩ là tiền của người ta làm rơi cũng như mình làm rơi về thôi. Nên tôi nhận được tiền, tôi sẽ trả lại cho người bị mất. Qua hành động vừa rồi của đồng chí là Huỳnh Minh Sáng, thì bản thân tôi nhìn thấy đây là một hành động rất là đẹp của người cán bộ chiến sĩ của Mang Quân Hàm Xanh. Thì tôi đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy cũng như là tỉnh đoàn Quảng Trị là có hình thức là khen thưởng đối với đồng chí Sáng. Việc làm ý nghĩa của chiến sĩ Huỳnh Minh Sáng không chỉ tô thắm thêm phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người lính mà còn giúp những điều tốt đẹp trong xã hội ngày càng được lan tỏa. Với hành động đẹp, nhặt được tiền rơi trả lại cho người bị mất, chiến sĩ trẻ Huỳnh Minh Sáng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị quyết định biểu dương và trao tặng bằng khen vào ngày mai 13 tháng 3 năm 2018. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.